Chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Mỗi Ngày. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ review cho các anh chị và các bạn một cái dòng sản phẩm sữa mà rất là hiệu quả và rất là phù hợp cho các bé nhà mình, đặc biệt là ba mẹ nào mà đang gặp các cái vấn đề về đau đầu vì cái việc mà con bị biếng ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu hóa hoặc hay ốm vặt hoặc là bị táo bón á, thì xem hết cái video này để xem là cái sản phẩm này nó tuyệt vời như thế nào nha mọi người nha. Và ở trên tay em đó chính là cái lon 400g. Thì cái sữa non thảo dược chùm ngây này á, nó sẽ còn có là lon 800g là lon lớn nữa ha mọi người ha. Thì hôm nay thì em sẽ review chi tiết cho mọi người về cái ưu và cái nhược điểm của cái sản phẩm sữa Babygo này, và đặc biệt là hướng dẫn cho các anh chị cách thức phân biệt thật giả để chúng ta mua đúng hàng chính hãng nha. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0909647968, để khi mà các anh chị cần hỗ trợ, cần tư vấn, cần mua hàng chính hãng thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để em hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị ha. Thì trên tay em đây là cái lon 400g dành cho trẻ từ 12 đến 36 tháng. Ngoài ra thì còn sữa dành cho bé từ 0 tới 12 tháng và trẻ trên 3 tuổi nha mọi người nha. Thì tùy vào cái độ tuổi của con mình thì chúng ta sẽ mua cái loại nó phù hợp, nó giống y chang nhau thôi ha mọi người ha. Đó, thì cái sản phẩm này có cái điểm gì đặc biệt? Cái sữa non thảo dược chùm ngây Babygo này á, nó là được chiết xuất công nghệ là nano nha mọi người nha, và cung cấp nguồn vi khoáng sinh học như là kẽm, sắt, chrome và vitamin tự nhiên, giúp tăng cái khả năng hấp thu của bé lên tới 300%. Đấy, và cái thành phần nó gấp đôi lysine, kẽm sinh học kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn gấp 3,7 lần. Đó, thứ ba nữa là chất xơ hòa tan FOS và lợi khuẩn Lactobacillus á, nó sẽ cải thiện táo bón nhanh chỉ trong 2 tuần thôi. Và cái nguồn nguyên liệu độc đáo được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand ha mọi người ha. Đó, và chúng ta cho bé uống cái này thì tầm 5 tới 7 ngày thôi là chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng táo của bé nó sẽ giảm hẳn luôn á mọi người. Và khi mà sử dụng cái này á thì qua nghiên cứu nha, sau 7 ngày á thì kích thích vị giác, bé ăn ngon miệng. Sau 7 tới 10 ngày á thì cải thiện hệ tiêu hóa, nhuận tràng, con đi phân mềm, sốt, cải thiện táo bón. Sau 1 tháng thì dứt điểm biếng ăn, con tăng từ 0,5 tới 1 kg, và sau 1 tới 2 tháng thì tăng cường sức đề kháng và không còn ốm vặt nữa. Và cái sản phẩm này nó tác động, cái cơ chế của nó là nó tác động tới 3 điểm chạm luôn á mọi người. Thứ nhất là giúp con ăn ngon miệng hơn, không có còn biếng ăn nữa. Thứ hai nữa là giảm táo bón. Thứ ba là lên ký đều chỉ trung bình từ 3 tuần thôi mọi người nha. Và ở cái tuần đầu tiên á thì nó sẽ kích thích trồi vị giác phát triển. Lysine, kẽm sinh học giúp duy trì và bảo vệ các tế bào vị giác và khứu giác, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn với đa dạng thức ăn, mùi vị. Từ đó con được bổ sung dưỡng chất từ thức ăn một cách tốt hơn. Sang cái tuần thứ hai thì cái chiết xuất công nghệ từ nano từ Hoa Kỳ nó sẽ tăng cái khả năng hấp thu lên tới 300 lần. Đó, nó sẽ giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng từ thành phần chùm ngây đã được bao bọc ở kích thích phân tử gọi là siêu nhỏ. Nó sẽ đưa đến từng cơ quan bộ phận bên trong cơ thể. Đó, và nó sẽ tác động một cách đúng nơi, đúng liều, đó, không dàn trải. Từ đó tăng khả năng hấp thu của con lên tới 300 lần ha. Và nó sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột với cái lợi khuẩn là Lactobacillus á, thì nó sẽ giúp kiểm soát đường ruột, bảo vệ niêm mạc ruột và kích thích hệ miễn dịch. Chất xơ hòa tan FOS nó sẽ giúp tăng khối lượng bã thải, làm mềm và sốt phân, tăng số lượng và số lần đi tiểu, giúp trẻ đại tiện dễ dàng, cải thiện hiệu quả cái tình trạng táo bón ha. Cái đây, cái sản phẩm này được rất là nhiều các chuyên gia tin dùng này mọi người. Đây, như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Toán, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng đánh giá về Babygo này. Đó, Mr. Grant Moss, Tập đoàn Dược phẩm Hoa Kỳ nè. Đó ha mọi người ha. Đó, thì đó là một số những cái chuyên gia đánh giá nè. Rồi một số những cái phản hồi của khách hàng, người ta đã sử dụng rất là nhiều luôn á mọi người. Đấy, và diễn viên Phùng Khánh Linh Về Nhà Đi Con này, diễn viên Huyền Ly Jean này, đó rất là nhiều. Rồi hàng loạt những cái mẹ bỉm cho con sử dụng sản phẩm sữa này mọi người đó, thì, rồi đây là những cái feedback này. Đây, những cái feedback cho mọi người xem này. Đấy, con lên được nửa ký nè. Đây, bé uống thử thơm ngon dễ uống nè. Đó, có rất là nhiều những cái feedback và những cái phản hồi. Và đây là hàng loạt các cái giải thưởng mà Babygo nhận được nè mọi người. Đó, chứng nhận sản phẩm dịch vụ tốt cho gia đình, trẻ em, chứng nhận FDA của Hoa Kỳ nè.
đây là cái giấy đầy đủ những cái giấy tờ, những cái công bố sản phẩm đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế, để mà khi mà cho con sử dụng nó đảm bảo điều kiện an toàn. Và đây là hàng loạt những cái báo uy tín đưa tin về sản phẩm, cho nên là chúng ta yên tâm là cái sữa này nó rất hiệu quả nha. Đấy, thì đặc biệt phù hợp với ba mẹ nào mà có con như hồi nãy em nói, nó biến ăn chậm lớn rồi hay bị táo bón đó, mà mãi mà không tăng cân á, đó thì dùng cái này rất hiệu quả. Rồi thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức phân biệt thật giả cái sản phẩm này nha. Thì khi mà lấy hàng về thì mọi người sẽ quan sát ở cái vẻ bề ngoài cho em, là cái lon sữa nó rất là xinh xắn, nó rất là năng động, cái màu xanh của nó rất là đẹp, bóng bẩy như thế này đó, nhìn vô là chắc tay, cầm rất là chắc tay, là điểm nhận dạng thứ nhất. Cái điểm nhận dạng thứ hai là toàn bộ những cái thông tin á, nó phải in hẳn trên lon như thế này mới đúng hàng chính hãng nha mọi người nha. Và cái điểm thứ ba đó, mọi người nhìn được bên cái cạnh bên nó sẽ có một cái tem 7 màu phản quang lên, mọi người thấy không? Đây. Đó, lắc qua lắc lại thì mọi người sẽ thấy cái chữ Nano Food là cái công ty sản xuất ra cái sản phẩm này á mọi người. Mọi người lắc qua lắc lại mọi người thấy phản quang 7 màu thì nó là hàng chính hãng nha. Đó. Đó mọi người thấy chưa? Là cái điểm nhận dạng thứ ba. Cái điểm nhận dạng thứ tư á là ở đây nó có cái mã vạch này mọi người. Đây. Cái mã vạch này thì chúng ta có thể đao phần mềm iCheck về để chúng ta quét nha. Đây là phần mềm iCheck này mọi người. Đây. Đây là phần mềm iCheck này đó, chúng ta đưa vô chúng ta nhấp vô chúng ta quét thôi, đơn giản lắm mọi người. Đây. Nó nhỏ quá đó mọi người, để mình quét. Đó. Thì nó hiện ra này, sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Rất là đơn giản thôi ha mọi người ha. Đó, thì ngoài ra thì ở dưới đáy của hộp á, nó sẽ in hẳn cái thông tin lên lon luôn như thế này luôn nha, chứ nó không có dập lên nha mọi người, nó in hẳn lên luôn. Đó, thì đó chính là toàn bộ những cái điểm nhận dạng. Thì khi mà lấy hàng về thì chúng ta chịu khó chúng ta kiểm tra những cái yếu tố như hồi nãy Trang nói, nó phải đáp ứng đầy đủ những cái yếu tố đó thì chúng ta mới nhận hàng và mới thanh toán tiền nha mọi người nha. Và nếu mà mọi người cần hỗ trợ, cần tư vấn, cần mua hàng chính hãng thì mọi người đừng ngần ngại gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn với mình đến số là 0909 64 79 68 để mình hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị và các bạn nhé. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh Khỏe Mỗi Ngày nha. Xin chào mọi người ạ.